Hello quý diễn giả, em tên là Tina Kim và biệt danh của em là em gái Việt kiều áo trắng. Hôm nay Tina làm một cái món ăn này cũng rất là, nói chung là rất là ngon đó. Đó là vú heo nướng sa tế nha. Quý vị hãy cùng theo Tina nhé. Đây là nguyên liệu để nướng vú heo. Trước tiên mình sẽ có vú heo nha và đậu bắp đồ nè, rồi mình trộn hỗn hợp vô. Bây giờ mình trộn cho nó đều tay, cho nó thấm gia vị đó, chỗ nào không thấm thì mình nảy vô chỗ đó. Ngon lắm nha quý vị, cái món này mà nhậu là hết sảy luôn đó, kêu là hết sảy con bà bảy đó. Bây giờ Tina bật bếp lên. Mình để lên nướng lửa nhỏ thôi, lửa lớn nó sẽ làm khét. Món này là nhậu hết sảy luôn, trời ơi không nhịn được cái mùi thơm quá trời. Nhà Tina không có cái bếp, cái lò nướng, tại vì chùa dùng bếp ga mini nè, nó hơi chật chội xíu. Ngon quá. Xong mình để vài trái đậu bắp lên. Trời ơi cái món vú heo nướng này trời ơi, nó lên được cái mùi thơm thơm quá quý vị ơi. Chịu không nổi luôn rồi. Món này là phải ăn tại nhà, ăn tại quán, nướng tại quán, bán không có nhiều, bán ít với mình. Tina không có đủ đô nữa không. Với lại cái món vú heo này rất là tẩm bổ nha quý vị nha, vì những người nào mà không có cái vú thì ăn vô cho thành có vú nha. Giống như Tina này ăn giúp bé Phì nè, thấy dòng một không? Quá trời luôn á. Bé Phì là có một dòng đó thôi. Cái vị này không có thì ăn vô cho có giống Tina nha. Để thiếu cái này là không có được đâu á nha. Thiếu vú là phải ăn vú liền nha quý vị nha. Mình dặn nổi lửa này xíu lớn quá cái nó khét. Cái mùi thơm nó bốc lên ngay lúc chịu luôn á, khó chịu lắm nha. Sau một hồi Tina trực chiến nướng cái món vú heo này thì nó đã xong rồi.
còn tắt rồi. Thì bây giờ là Tina ăn và uống bia nha. Ngon quá quý vị ơi. Cái này mà hả, đang trong cái mùa anh cúc nữa nè, mà coi cái này ăn cái này mà coi đá banh nữa là hết sảy rồi bà bảy luôn. Ngon. Tự mình làm lúc nào cũng thấy ngon. Ra ngoài quán hay là cái gì á, nó làm mình cảm thấy không ngon mà mất tiền nữa. Nó làm mua quá trời luôn, không nhiều đâu, con trăm mấy ăn rồi gói thước. Ngon quá. Uống hộp bia nữa. Trời ơi, ngon quá à. Chịu không nổi luôn á. Bây giờ món cũng hoàn thành xong hết rồi. Thì Tina xin chào tạm biệt tất cả quý vị nha. Hẹn clip sau Tina sẽ làm những cái món mới hơn. Thì nhờ các quý vị á, thì comment ở phía sau và bấm nút like cho Tina cái nha.